Chào mừng các bạn vui vẻ kênh Tâm Chè nha. Hết hè đến lẹn lại lên các bạn ơi. Đây nguyên một mâm cơm bà chè bà thủ sẵn luôn. Bà bơm cho mày một đống, không biết bao nhiêu gạo, không biết nấu nhiều gạo em. Chào gạo, chào ơi. Ký gạo bà chiên cho mày 4-5 con cá gì? 5 cá nục. Cá nục luôn, rồi một mâm luôn các bạn. Mực xào nè, này không bà tố. Tim nè, phèo. Phèo. Rồi bà tố. Tôm nè. Rồi tôm, đây tôm nữa các bạn. Đậu nữa là 5 thứ. Tại tôm nữa đây nè, tôm xào, đậu nữa, phèo nữa. Rồi mời các bạn ăn cơm trưa nha. Khai vị luôn, khai vị buổi trưa. Vị trưa, khai vị. Đây, mời các bạn cùng ăn nha. Ngon. Cái gì ấy? Tim. Thì có tim với bạch tuộc với tôm với phải đâu. Bạch tuộc nữa. Ngon. Ăn thử miếng cá này. Cá nục các bạn. Em mặn rồi không? Được. Không ăn nước tương thôi. Đừng ăn nước tương. Buổi trưa nhẹ nhàng mọi người. Cũng muốn review cách chế biến. Nhưng mà bà chè ở nhà có mình không? Thành ra không ai cầm máy cho bà được hết trơn. Ở dưới cách chế biến á các bạn. Dài lắm. Lâu. Kênh này ẩm thực vui vẻ mà. Bữa nay cháu yêu về chưa ta? Hình như chưa về. Phải có mình làm tôm mà đâu có gái đi học. Không ai phụ hết. Thành ra bà chè không có cầm máy được các bạn. Con đang nửa tháng. Con mà ngang là gần 2 đầu đũa. Ký gạo phải nói. Nó làm mình ăn nửa tháng rồi mọi người ơi. Ghế ngồi xuống. Đã. Nè, tim heo hả? Chè thích ăn cá nục các bạn. Cá nục nóng xương. Thịt ngọt, dễ ăn. Mà xương nó cũng mềm. Bây giờ người ta tưởng đâu con chè, gà con chè hỏi mua hoài. Điện thoại hỏi mua luôn các bạn. Mà không phải. Còn mấy cháu sinh viên á. Chơi. Con gà muốn đỏ à mọi người. Con gà muốn đỏ, gà mới giàu. Ông nuôi gà mới đỏ, mấy đỏ này là cũng mệt rồi. Ừ, nó qua cái nó bình luận của các bạn comment đó. Nó là TikTok không bật được kiếm tiền. Các bạn sai lầm rồi đó nha.
TikTok vẫn bật được kiếm tiền nha mọi người. Bật được kiếm tiền với điều kiện bạn được 10.000 follow và 100.000 lượt view trong vòng 1 tháng. Cái thứ hai là trên thế giới này chỉ được 4 quốc gia thôi, nghe các bạn. Việt Nam mình không có. Việt Nam mình không có rồi, trong đó có Mỹ. Thành ra là mình đổi số điện thoại qua Mỹ. Thế các bạn comment chửi tầm dè quá trời, không dữ đó, đâu có, thiệt á. Anh em mình chia sẻ lên đây cùng nhau vui và kiếm tiền các bạn. Chứ có gì đâu nha. Vài tháng nữa, 4-5 tháng nữa mới có lãnh tiền. Nói chung mình đang thuê một cái kênh. Thuê một cái kênh bật kiếm tiền giùm mình rồi các bạn. Có 300k thôi mọi người. Sẵn gần xong rồi. Nói chung là mỗi thứ là thủ tục xong hết rồi. Đây chỉ chờ là coi như là cái số dư trong tài khoản mình có là ở đầu mình nạp tài khoản mình trả cho cái anh là làm bật kiếm tiền cho mình đó. Anh đó là anh tên Biên Nguyễn gì Biên đó. Trên Facebook mình có các bạn. Nghe ra lộn nói con không sinh giá con. Đây con cho con Úc rồi. Khi nào số dư tài khoản mình có là mình cho các bạn xem nha. Nghe nói đâu 100.000 view là sẽ được 4 đô đó mọi người. Đó. Thành ra hai ngày nay Tâm Chè không có đăng TikTok nhưng mà đăng bên kênh mới. Tâm Chè có hai kênh nữa các bạn đó, Tâm Chè Vĩnh Long và Tâm Chè Vĩnh Long 64 đó. Trên Tâm Chè Vĩnh Long 64 là kênh giải trí nha. Rồi kênh này là bún Mukan Thánh ăn nghe các bạn. TikTok là hai kênh đó. Đó, kênh Tâm Chè Vĩnh Long 64 là mới thành lập được 2 ngày thôi mọi người. Thành ra chiếu view chưa nhiều. Chứ kênh Tâm Chè Vĩnh Long á làm view rất là nhiều đó mọi người. Follow hơn 10.000 thôi. Mới mười mấy ngàn thôi. Nhưng mà cái lượt view dữ dằn, lượt tương tác nhiều lắm. Thì đó bạn đừng nói con Chè nó khùng nó điên, không có đâu. Mình làm vui vui nhưng mà cũng phải có tiền các bạn nha. Tiền nuôi vợ đứa con chứ. Cho các bạn một cái hay cái này. Khi mà các bạn tạo cái Gmail, đừng bao giờ là cái số điện thoại nha. Cái số điện thoại Việt Nam là TikTok không cho bật kiếm tiền đó. Thì nói với các bạn vậy nha. TikTok là cho bật kiếm tiền nước Mỹ, Anh, Trung Quốc đó. Như Pháp thôi. Mấy nước rồi. Thì thành ra là số điện thoại của mình đừng có gắn vô làm số điện thoại nha các bạn. Gmail thôi. Gmail thì các bạn dễ bật kiếm tiền. Hay kênh của Tâm Chè, kênh Facebook Tâm Chè là có số điện thoại. Thành ra hơi khó khăn. Chúng thôi không gà xong rồi. Người cameraman làm là xong rồi.
không cần phải thuê mướn mến mướn kênh là coi như thứ hai để bật các bạn, mà tại vì mình dưới cái số điện thoại, bởi vậy khi mà các bạn tạo tên kênh TikTok là tạo Gmail nhớ nha, đừng làm bằng số điện thoại nha mọi người, mời các bạn nha. Trời ơi, không có canh luôn, ghê vậy. Nên bà chị không cho chén nước súp luôn các bạn. Nốt quá rồi nốt. Cái gì hấu đó? Ghê thật. Mà nó vừa hấu là thấy canh. Cũng gần hết các bạn. Rồi trò chuyện các bạn chứ cũng gần hết. Cá hơi mặn thôi. Ăn không hết. Mà cá mặn. Cá hơi mặn các bạn, dành cho cô Tin. Bye bye mọi người nha, hẹn bữa đâu lần sau nha mọi người.